Hưởng ứng chủ trương của chính phủ về chung tay phòng chống dịch COVID-19, trên khắp cả nước đã xuất hiện nhiều tấm lòng hảo tâm. Tại tỉnh Quảng Nam, bà Cao Thị Nhung, 77 tuổi, thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, cũng đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tận tay ủng hộ 2 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng với số tiền tích góp dành dụm lâu nay, cụ bà Cao Thị Nhung đã tiên phong đi đầu, góp phần nhỏ bé của mình để động viên địa phương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà nghĩ là trừ cái dẹt cái viết này nặng quá, mà thấy tội nghiệp anh em đi bỏ công sức coi vậy, sức đêm, sức hôm, mà đi lo cho nước nhỏ cho dân lần. Cho nên bà theo kệ tâm thành làng ít, mà làng nhiều của ít, bà đem kính hai triệu vĩa cho anh em họ, sức đêm, sức hôm, anh em họ lo cái việc dẹt dõi này. Cái nghĩa cử cô cả là một người dân mà có cái nhận thức trong cái tinh thần để ủng hộ về vật chất cũng như động viên về tinh thần cho anh em trong có ban chỉ đạo, anh em sẽ làm việc hết tinh thần, hết sức là nhiệt tình, tăng cường tích cực để rồi góp một phần nào đó cùng với cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tấm lòng của cụ bà Cao Thị Nhung cũng như nhiều người dân khác đang tiếp thêm động lực cho những người ở tuyến đầu để vững niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.